gián tiếp hại chết Sully. Mỹ nhân Wonder Guns phản pháo lại hay đến mức khiến ai cũng phải gật gù. Sau sự ra đi đột ngột của Suli, hàng loạt ngôi sao của làng giải trí đã lên tiếng chia sẻ cảm xúc, bộc bạch tâm tình dành cho nữ nghệ sĩ bạc mệnh. Mới đây, bạn trai cũ của Suli, nam rapper nổi tiếng Choi Ra, cũng đã đăng tải lời tiễn biệt muộn màng dành cho Sully. Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm động của Choi Ra dành cho Suli đã khiến cho công chúng không khỏi nghẹn ngào. Tuy nhiên, vẫn có vô số bình luận tiêu cực xuất hiện dưới bài đăng của Choi Ra. Đặc biệt có rất nhiều lời chỉ trích nhắm vào nam rapper vì cho rằng anh cũng có trách nhiệm trong vấn đề tâm lý của Suli, khiến nữ idol đi đến quyết định thương tâm nhất. Những bình luận đó đã khiến cho Zeun, cựu thành viên Wonder Girls, người bạn cùng công ty với nam rapper phải lên tiếng. Cô nàng đã viết cả một tâm thư dài thẳng thắn đáp lại bình luận ác ý trên, đồng thời bênh vực cho mối tình trong quá khứ giữa Suli, Choi ra và khiến nhiều người phải gật gù đồng ý.